Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các công trình, phần việc thanh niên, đoàn thanh niên huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã làm tốt việc phát huy vai trò xung kích, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Cụ thể, vừa qua, tại lễ hội du lịch Thác Bản Dốc đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động của lễ hội. Qua đó không chỉ giúp thế hệ trẻ huyện nhà hiểu thêm về phong tục, tập quán của dân tộc mà còn khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức cùng chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy tuổi trẻ huyện Trùng Khánh có cảm nhận và suy nghĩ gì khi tham gia các hoạt động của lễ hội? Chúng ta cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Có rất nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Trùng Khánh được ban tổ chức lễ hội du lịch Thác Bản Dốc tuyển chọn vào đội hình Thức Nước. Đây là một nghi thức quan trọng trước khi diễn ra lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa nằm trong khuôn khổ của chương trình lễ hội. Trong hàng ngũ trang nghiêm của nghi lễ này, có người đã nhiều lần tham gia lễ rước nước, nhưng cũng có người lần đầu tiên được tham gia. Nhưng cho dù là người mới hay cũ, trong họ đều có chung một cảm xúc, đó là niềm tự hào khi được cầm lá cờ, dẫn đoàn rước kiệu, linh thiêng từ trên Thác Bản Dốc lên chùa Phật Tích Trúc Lâm. Em rất là tự hào vì năm đầu tiên em được tham gia lễ rước nước ạ. Qua lễ rước nước là em rất là tự hào về giá trị của truyền thống văn hóa địa phương. Để đưa được bình nước này lên đến chùa an toàn thì cần phải có những chàng thanh niên khỏe mạnh. Dù quãng đường rước nước dài hơn 3 km, nhưng các bạn trẻ ai nấy đều mang trong mình tinh thần tràn đầy hào hứng. Bởi họ biết rằng sự góp sức của mình sẽ giúp cho lễ cầu quốc thái dân an diễn ra theo nghi thức truyền thống. Đây cũng là tấm lòng thành kính của thế hệ trẻ và bà con nhân dân huyện Trùng Khánh dâng lên Đức Phật để cầu nguyện cho một năm an lành. Và có lẽ tất cả những ai khi được tham gia nghi thức mang ý nghĩa tâm linh và thiêng liêng ấy, trong lòng cũng đều có những cảm xúc riêng. Nhưng đọng lại trong thế hệ trẻ, đó là sự trân trọng của nền văn hóa lịch sử ngàn năm. Cao hơn nữa là đã xây dựng trong lòng họ ý thức giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho muôn đời sau. Cảm thấy rất là tự hào và qua cái lễ hội, lễ rước nước này đã giúp cho mọi người cầu một cái mùa màng bội thu hơn ạ. Qua lễ rước nước này em hiểu về những cái giá trị về dân tộc, văn hóa dân tộc ạ. Em cảm thấy lễ rước nước rất là ý nghĩa, là một tín ngưỡng rất thiêng liêng ạ. Nằm trong các hoạt động của lễ hội, khu trưng bày gian hàng nông sản, sản phẩm địa phương cũng thu hút được lực lượng tuổi trẻ tham gia. Tại gian hàng của xã Cao Trương, các đoàn viên đã mang đến những sản phẩm thủ công truyền thống của xã nhà đến với lễ hội. Chính sản phẩm đặc trưng của từng địa phương đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Nổi bật nhất ở gian hàng của xã đó là dịch vụ chụp ảnh với trang phục truyền thống của dân tộc. Điều này không chỉ giúp gian hàng thu hút được lượng du khách đến trải nghiệm, mà còn giúp cho các đoàn viên dễ dàng giới thiệu nét đẹp trong bộ trang phục dân tộc Tày, Nùng, Cao Bằng đến với mọi người. Cách làm này đã thể hiện được sự sáng tạo của tuổi trẻ Cao Trương trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Họ mong muốn bằng cách tự nhiên nhất đưa bản sắc văn hóa, sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương quảng bá đến du khách gần xa. Năm nay thì Cao Trương tôi thì cũng chuẩn bị những cái đặc sản của địa phương như miến rong này, xong gạo nếp thơm với lại cả những cái trang phục truyền thống của quê hương tôi. Thì đến đây cũng mong muốn là quảng bá sản phẩm quê hương tôi đến với lại cả các anh em. Thứ nhất là trong huyện với lại cả toàn tỉnh thì các sản phẩm được vươn xa hơn. Để nhiều du khách biết đến, tôi mang đến để mà quảng bá với mọi người, để mà mọi người biết đến nhiều hơn. Thì tương lai mong muốn là các bạn biết đến những cái sản phẩm của Cao Trương để
giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm đấy để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Cùng với không khí nhộn nhịp tại các gian hàng, thì khoảng sân dành cho trò chơi dân gian tung còn cũng sôi động không kém. Ngày nay, các trò chơi trên thiết bị điện tử ngày càng lôi cuốn nhiều bạn trẻ, nên việc đưa trò tung còn vào giao lưu tại lễ hội đã khiến cho nhiều bạn trẻ thích thú tìm đến trải nghiệm. Thêm vào đó, việc đưa bộ môn này vào lễ hội không chỉ đơn giản là trò chơi giải trí, mang lại những tiếng cười, mà còn là cách để những người trẻ nâng cao trách nhiệm, giữ gìn, phát triển trò chơi này trong đời sống sinh hoạt. Qua lễ hội này thì cũng giúp những người trẻ như chúng tôi, với lại cũng như các bạn trẻ của đoàn viên thanh niên của toàn xã thì biết đến những cái bản sắc văn hóa, tập tục của địa phương để phát huy những cái tinh thần của các cha ông xưa để lại. Đặc sắc nhất là sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi tự nguyện tham gia vào sự kiện 1.000 người hát then đàn tính tại chân thác Bản Dốc. Huyện Trùng Khánh được coi là cái nôi của hát then đàn tính. Vì thế, qua hoạt động văn hóa này đã một lần nữa khẳng định nơi đây chính là cội nguồn của then đàn tính. Việc đưa thế hệ trẻ tham gia vào hoạt động đã khơi dậy tình yêu dân ca, thôi thúc họ trở thành hạt nhân, đưa hát then đàn tính của dân tộc còn mãi trường tồn với thời gian. Em thưa chị là em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi đứng trong 1.000 người hát then. Và em thông qua cái chương trình này thì em cảm thấy em yêu làn điệu then của Cao Bằng mình hơn. Bản thân em thì trong suốt quá trình mà tập luyện ý, thì em đã cố gắng để tập luyện để đánh được các làn điệu then của Cao Bằng mình ạ. Qua cái làn điệu hát then đàn tính này thì em muốn truyền tải đến mọi người cái làn điệu của bản sắc dân tộc mình ấy, cho mọi người biết nhiều hơn về cái làn điệu then này ạ. Qua các hoạt động tại lễ hội các bản sắc vừa qua đã cho thấy tuổi trẻ huyện Trung Khánh đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại. Họ không chỉ gìn giữ phát huy giá trị văn hóa đơn thuần mà còn xung kích, sáng tạo bằng những cách làm mới, phù hợp để đưa những nét đẹp văn hóa dân tộc đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Khi có một lớp trẻ đủ đam mê, biết phát huy bản sắc văn hóa, sẽ trở thành sức sống mãnh liệt để những giá trị văn hóa nơi đây còn mãi đến muôn đời sau. Đến đây, chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần sau.